Với lối chơi đa dạng từ chiến thuật đấu tướng mô phỏng quản lý cho đến hành động sinh tồn kinh dị giải đố, thì những tựa game này không chỉ mang đến những trải nghiệm hấp dẫn mà còn giúp cho người chơi dễ dàng làm quen những ngôn ngữ quen thuộc. Hôm nay mời bạn cùng Top Game Live điểm qua top 8 từ game mobile quốc tế có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt vừa ra mắt nhé. Yakra Rebirth. Yakra Rebirth là tựa game nhập vai chiến thuật theo lượt với lối chơi thẻ bài thú vị, cùng với đó là một cốt truyện có chiều sâu đang chờ bạn khám phá. Trò chơi lấy bối cảnh châu Âu xa xưa với mốc thời gian là sau sự kiện tận thế, lúc này tưởng chừng con người đã có thể chung sống hòa bình. Yakra Rebirth đưa bạn khởi đầu tại mộ thánh Rosemary, từ đây bạn sẽ được khám phá thế giới hậu sự kiện thánh chiến đã được nhắc đến trong các phiên bản Yakra trước đó. Tập hợp các cô nàng Valkyrie thành một đội ngũ và lên đường bảo vệ hòn đá Aether khỏi các thế lực muốn tranh giành nó để phát động chiến tranh. Sasis Ethnia Trigger. Sasis Ethnia Trigger là tựa game nhập vai chiến thuật với nền đồ họa vô cùng đẹp mắt cho Bilibili phát hành. Trò chơi gắn tựa với việc sở hữu nền đồ họa 3D về hiệu ứng vô cùng đẹp mắt, có thể so sánh với những cái tên nổi tiếng như Genshin Impact hay là Tower of Fantasy. Lối chơi khá là đơn giản với việc trước khi bắt đầu mỗi màn chơi, game thủ sẽ có thể tự do sắp xếp đội hình chiến đấu của mình. Game lấy bối cảnh sau khi loài người đã chọn rời bỏ trái đất, nhưng có 7 người máy Androidian vẫn chọn ở lại. Họ đã xây dựng nên 7 nền văn minh với những giá trị khác nhau và tìm câu trả lời cho những câu hỏi mà loài người để lại theo cách của họ. Và sau 700 năm thì bạn với tư cách là con người duy nhất còn sót lại trên trái đất sẽ phải bắt đầu hành trình của lấy tương lai của loài người dựa trên những câu trả lời mà Androidian đã tìm kiếm. Tales of Terrarium. Tales of Terrarium đưa người chơi bước vào một thế giới fantasy tươi sáng và bắt đầu công cuộc xây dựng thị trấn yên bình của mình. Đó chính là lục địa mang tên Terrarium và thừa hưởng lãnh thổ từ gia đình Fast với tư cách là hậu duệ của họ. Từ đây, game thủ sẽ biến lãnh thổ được thừa hưởng của mình thành một thị trấn để chào đón nghệ nhân và nhà phiêu lưu đến định cư. Myravit Kitchen Dream. Myravit Kitchen Dream cho bạn được quản lý và phát triển một nhà hàng ẩm thực của riêng mình với việc bắt đầu từ một nhà hàng nhỏ. Game giao cho người chơi nhiệm vụ hỗ trợ một vị đầu bếp trẻ thuộc Liên minh Thần Bếp trong việc quản lý và phát triển nhà hàng này, cũng như đồng hành cùng đầu bếp trong cuộc hành trình khôi phục lại trí nhớ của mình, nhớ lại nhiều công thức món ăn khác nhau. Sổ tay bóng tối. Sổ tay bóng tối hay Dark Knows là tựa game kinh dị giải đố theo cách mới đến từ Hot Beatless, nhà phát triển đứng sau sự thành công của loạt trò chơi áo cưới giấy nổi tiếng. Tại đây bạn sẽ được đồng hành cùng tới hai nhân vật chính ở hai thời không khác nhau và đồng thời có góc nhìn khác nhau trong hành trình khám phá trung tâm thương mại hạnh phúc. Khi mà những bí mật kỳ bí và rùng rợn được khám phá ra tại trung tâm thương mại hạnh phúc, cùng nhau góp phần làm hé lộ dần sự thật đen tối này, thì một bí mật liên quan mật thiết đến cả hai nhân vật cũng dần được hé lộ. Idol Power Reason Idol Tycoon.
tôi tên là Bao Chuẩn. Bước vào tôi tên là Bao Chuẩn trong vai Bao Công, game thủ sẽ vừa phải gánh vác trọng trách công việc của một vị quan thanh liêm, khi vừa phải thực thi pháp luật cho muôn dân một cách nghiêm minh, vừa phải quản lý nhà ngục của mình một cách nghiêm ngặt bằng lối chơi mô phỏng quản lý vô cùng đơn giản và dễ thao tác. Godless Survivor. Godless Survivor cho bạn cùng với các nữ thần xinh đẹp chiến đấu sinh tồn trước bọn sát sống bằng lối chơi roguelike đơn giản. Game với bối cảnh hậu tận thế đầy sát sống, lúc này bạn sẽ cùng các nữ thần xinh đẹp chiến đấu sinh tồn trước bọn sát sống. Cụ thể game sẽ được diễn ra theo dạng các màn cấp độ chơi, đưa bạn điều khiển nhân vật sinh tồn trước sự truy đuổi tấn công liên tục không ngừng của bọn zombie trong khoảng thời gian đề ra. Immortal Rising 2. Bước vào Immortal Rising 2, bạn sẽ được bắt đầu cuộc hành trình chiến đấu tiêu diệt những con quái vật bóng tối nhằm mục đích khôi phục lại ánh sáng cho thế giới đang chìm trong sự u tối. Cụ thể với lối chơi được xây dựng theo cách nhàn rỗi, thì nhân vật của game thủ sẽ được tự động di chuyển và chiến đấu tiêu diệt bọn quái vật trong bóng tối, hoặc thậm chí là đối mặt hạ gục boss để vượt qua các giai đoạn. Bên cạnh đó, người chơi có thể nâng cao sức mạnh chiến đấu cho nhân vật của mình bằng các tính năng quen thuộc như là mang các món trang bị, học và trang bị các kỹ năng cho nhân vật sử dụng, đồng thời nâng cấp chúng.